Thôi bước lên cuối. Mọi người đi bộ đông này chắc đã đi xe rồi, phải đợi bớt bớt. Đây là hết à? Mày điên chắc còn xa chứ. Hùng không? Sao? Nay nên sớm nửa tiếng khi gặp lại được xe ngoài đúng không? Đó. Nên sớm nửa tiếng khi được xe mặt trời mọc. Đâu không, ở đây không xem được. Có thì thế, lúc mình đi vẫn tối mà đúng không? Tối tối nhưng mà nhìn nhìn bên phải này. Ở đây không xem được, ở đây nó vướng vướng. Anh đi đảo thần giả xem. Mặt trời mọc nó còn nhìn thấy mặt trời lên được tí một mà đúng không? Đảo thần nó còn nhìn thấy đéo, nhìn cũng mặt trời lặn thôi. Đảo thần mà anh không... Không có mây, không mây không nhìn được. À, hôm em đi đảo thần rồi. Mây nó ở tầm dưới y hệt thế này luôn, nhưng mà đẹp hơn nhiều. Và mặt trời mọc lên nó nhìn đẹp lắm. Thì ở gần dưới thì... Đây không phải đẹp bằng đảo thần nữa. Giờ đứng như cái tỏng như thế này. Đảo thần nó lại, cái khu đấy rất là cao nhất cơ. Thì phải về bên kia mới nhìn thấy được mặt trời kìa. Có một kia cao đứng bên, ừ, hoặc là đứng ở trên cái đỉnh này. Hôm ông Cương làm cái tham láp ấy, mặt trời mọc ấy. Đầy mây rồi chứ. Ừ. Ông ơi. Không có nào đấy ạ? Tôi xuống chỗ nào đấy? Chả biết, chắc còn dưới kia nha. Cái chỗ mà nằm hai bên nó bé tẹo ấy. Ôi nó đi từng tít lên kia kìa. Tí mình đi, một, mang một cho mày luôn thôi. Đúng không ạ? Ờ. Mang một xe mày luôn thôi. Ừ. Chụp ảnh đi chụp đi. Chỗ nào khó khó thì nó không đẩy ra sao rồi. Ừ, mọi người đứng mà đi chụp xong nhé. Đúng chỗ nào ghi nhận đẹp. Chị tiến lên cái đỉnh cận đăng kia kìa. Ờ, lên cái đỉnh con đi. Thôi 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 thôi. Đây đã là đấy không? Xuống cái đằng kia rồi mà. Lên đành đứng đằng kia thấy cả các gì thì ra không nhìn ở đây không nhìn thấy được. Mặt trời nó lên từ lâu rồi. Nhìn thấy mặt trời tròn chứ còn nhìn cái kia thì nhìn một nửa. À kia, à cái gì là đỏ kìa. Cái kia. Cái đỏ cái kia. Ồ, ra gì thế này. Báo 6 giờ 4 mấy mấy cái cân rai cơ mà. Ôi dồi. Có thể nó lệch giờ. Ôi, bên này cũng được nhìn ra đây. Cái kia. Cái đẹp kia. Cho một kiểu đi. Nhìn ra cái xem cả kia có kiểu đi. Đi chơi được chắn mất. Đẹp đéo chỗ chỗ đấy. Chỗ đấy mà dừng lại thì chắc đợi. Ô, đi dừng thế này à? Ừ. Đi này đi kiểu gì? Thì đúng rồi, hai nhánh rẽ ra thôi mà, vẫn là một đường cũ mà. Đi đổ này, đất này nó trơn này, đi xe máy thì chết của chỗ này rồi. Vẫn là đường cũ. Anh Dũng GoPro của anh đâu? Có đi. Gì có đang quay mà, có được. Gì đồ đó nhỉ? Đấy. Trời đấy. Nếu mà tí tham lắm thì anh phải đứng im một chỗ như này nửa tiếng. có chân máy nhỉ, đứng đi. Ừ. Phải có chân máy cơ. Ôi đập vì điện này. Đâu đây cầu? Ôi. Không đi được. Đi đây. Ờ, không anh... đi được này. Đường này không đi được đâu anh ơi. Quay đánh đi à, như này này. Đường kia đâu được. Bố mẹ là mình hình như là mình đi được mấy sai lầm rồi. Đi bộ như thế này này. Đây không được đâu. Quay đi bộ không được đâu.
đún lên, đún lên. Thôi đi bộ, đi xe máy này. Ôi. Đằng này đi bộ còn chả đi được gì. Đây, mình đi xuống. Đúng mình đi. Bây giờ mình đi xuống dưới kia đúng không? Đúng rồi, đúng là mặt tiền bọc kia. Đúng mặt tiền bọc kia. Đứng ở đây quẹ cũng được anh Dũng ạ. Nhưng mà mình vừa đi mình vẫn quay được mà. Quay nó lên từ từ. Anh phải đứng một chỗ nhìn mới đẹp. Chứ quay điện thoại đi anh quay mà. Mấy đi một chỗ nó rung. Cái này anh rung mà. Anh đứng làm sao nó rung. Cái làm béo mà sống rung rồi. Giờ chắc nó đi cái chỗ kia giờ anh Hùng.